Lâm Mạnh Hòa lúc này cũng như công nhân, hắn cái này tương lai học phái người cầm lái mới có thể là thực chí danh quy. Sinh mệnh học phái nắm giữ tài nguyên khổng lồ, không có người nào là không hy vọng chính mình sống được lâu một chút, cho nên tại liên bang bên trong, sinh mệnh học phái đúng là có địa vị siêu nhiên. Sinh mệnh học phái người cầm lái có tam đại tín vật, vận mệnh chi hoàn chính là một cái trong số đó, còn có mặt khác hai kiện tín vật phải chờ tới tương lai làm nền vô kế thừa sinh mệnh học phái người cầm lái thời điểm đó mới có thể được trao cho. Tại quá trình học tập bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, làm xâm la tinh một màn kia màu xanh lá xuất hiện tại mạn thuyền ngoài cửa sổ thời điểm đó, thủ lão cũng đình chỉ chính mình giảng giải. Là mền vũ đã tới nơi qua này mấy lần, đối với nơi này tự nhiên là rất quen thuộc. Tới nhiều hơn, hắn đối với xâm la tình cùng với hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng khác biệt nhận thức cũng là càng ngày càng khắc sâu. Giống như tầm bà thú nói như vậy, so với đấu la tinh, xâm la tinh sinh mệnh năng lượng thiếu đi thần tính, tại khổng lồ trình độ phương diện này cũng không kém cỏi, nhưng mà cấp độ lại muốn rõ ràng không bằng. Mà một quả tinh cầu mong muốn đề cao sinh mệnh cấp độ, cần có sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là con số thiên văn. Hành tinh mẹ lúc trước cũng là bị thôn phệ cái kia cố gắng xâm lược thâm nguyên vị diện, mới hoàn thành cuối cùng là thủy biến. Nhưng xâm la tinh sinh mệnh năng lượng tổng số vẫn như cũ vô cùng khổng lồ. Tại đây ở bên trong tu luyện, nhất là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, đối với làm miền vô cũng là thu hoạch cực lớn. Lương tự theo lấy hắn mấy lần đến đây, các hồn thú vẫn là hết sức là hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần làm miền vũ tu luyện, những cái kia bị tần bảo thú loại bỏ tản mát ra hỗn độn chi thủy khí tức, cùng với băng hỏa lưỡng nghi nhãn đản sinh hỗn độn chi khí, cũng có thể làm cho chung quanh thảm thực vật gia tốc trưởng thành, thành thục rất nhiều thiên tài địa bảo. Mặc dù mỗi lần đều sẽ nhường băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiêu hao rất nhiều, cần thời gian dài hồi phục, nhưng mà dạng này thúc quá trình đối với hồn thú nhất mạch tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt, có thể trợ giúp càng có bao nhiêu hơn nữa là cơ hội đột phá hồn thú hoàn thành đột phá. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống thành Sâm La Dư vừa hành vũ trụ trung tâm, ngoài phi thuyền đã có người chờ ở nơi đó đón bọn hắn. Một đầu mái tóc dài đỏ rối tung ở sau lưng, dáng người bốc lửa nhưng bất luận cái gì nam nhân bình thường đều không thể là chuyển đi ánh mắt. Đại mỹ nữ liền đứng ở trước cửa ra chỗ. Thấy là mềm vũ của mỗi thủ lão, hướng bọn hắn phất phất tay. Là mềm vũ vội vàng đi ra phía trước cười nói, Kim tỷ, làm sao lao động đưa đớn đón chúng ta vậy? Thiếu nữ nói, không có cách nào, ai bảo người mỗi lần tới đều mang cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt. Vị này cười đột nhiên nói chuyện chính là đại mỹ nữ, chính là vị kia bị đại mình nhị mình khâm định làm người thừa kế hoàng kim sư hổ. Nàng liên chính là phục dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh đản sinh ra nhiều loại thiên tài địa bảo, hoàn thành đột phá, chia đề tiến hành ra hình người chuyển hóa. Chỉ có điều bởi vì huyết mạch của nàng tình huống đặc thù, không cần trùng tu mà lại cũng còn là có khả năng quay lại đến hoàng kim sư hổ hình dáng. Đối với vị này thực lực, là mình vũ chính mình cũng không rõ lắm, trong có làng cảm thấy nàng sau khi đột phá, có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Thần cấp là khẳng định không đến được, nhưng căn cứ vào là mình vũ phán đoán, tối thiểu cũng là có phong hào đấu là cấp độ trình độ. Thủ lão, người cũng tới sao? Hướng về thủ lão lên tiếng chào đón, nàng tuổi thật sự muốn so với thủ lão lớn hơn, mặc dù thủ lão là thần cấp cường giả, nhưng nàng cũng sẽ không dùng kính ngữ. Ngay khỏe chứ, Kim Vương. Thu Lão cười ha hả rồi nói, đi thôi, đại ba và nhị ba đều đã chờ đợi các người đấy, ta trực tiếp đưa các người đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia. Vừa nói nàng thổi ra một tiếng huýt sáo, lập tức thì bầu trời nhấn ra một cái, một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống, đó là một đầu gương cánh vượt qua là 10 mét to lớn hại thanh điểu. Thanh điểu trên lưng đúng là lấp đầy ra mấy chỗ ngồi, cái này thanh điểu có tiếp cận ra 8 vạn năm tu vi. Dùng nó làm vật cưỡi chính là xâm la tinh hồn thú nhất mạch cao nhất quỷ cách đãi ngộ. Ba người lên trên thanh điểu, cái kia thanh điểu to lớn hai cánh chấn động, bay lên trời, ngồi tại trên lưng của nó cảm giác không thấy bất kỳ cuồng phong thổi đến. Bởi vì nó một cách tự nhiên, liền phóng xuất ra một tầng màu xanh vòng bảo hộ, bảo vệ toàn bộ thân thể. Dưới chân cảnh vật phi tốc lướt qua, thanh điểu bay lượn cực kỳ là bình ổn, đơn giản so đi máy bay còn muốn thoải mái hơn nhiều. Rất nhanh thì quyết định mục đích, nó bắt đầu giương cánh trượt xuống phía dưới bay lượn, hướng về mặt đất hướng đi.
Hai cánh thân ảnh cao lớn đã chờ ở nơi đó, ngoại trừ La Huyền Vũ quen thuộc Nhị Minh bên ngoài, còn có một tên nhìn qua giống như là Uyển Đình Nhạc Trì người trung niên. Trung niên nhân kia hai tay chắp ở sau lưng, một đầu mái tóc dài màu xanh rối tung ở sau gáy, khuôn mặt cổ xưa, trông qua là đứng ở nơi đó liền có một loại thiên địa nắm chắc cảm giác, khí chàng so với Nhị Minh cũng phải cường đại hơn một chút. La Huyền Vũ ba người theo thanh điều lưng bên người xuống tới. Kim Phương lúc này cười híp mắt chạy nói: "Đại ba, nhị ba, người mang đến rồi." "Được rồi." Cái kia tóc xanh nam tử mỉm cười gật đầu rồi nói. La Huyền Vũ cùng với thụ lão vội vàng tiến lên. Thụ lão cười nói: "Hôm nay làm sao làm phiền thanh đế cũng tới." Tóc xanh nam tử mỉm cười nói: "Ta cũng đến xem Hiền Vũ đúng không?" "Được rồi." Vừa nói hắn hướng về La Huyền Vũ vẫy vẫy tay. La Huyền Vũ vội vàng lên tiếng cùng kính nói: "Đại Minh tiền bối, không thể nghi ngờ vị này chính là toàn bộ Xâm La Tinh cường đại nhất thú vương, có thanh đế danh xưng thần cấp thú vương, thiên thành nhiều mãn Đại Minh." Nhị Minh lúc này vẻ mặt tối đen rồi nói: "Ca sĩ mà đế mới cả không đế, đừng gọi như vậy, quá khó nghe." Kim Vương phốc xích cười một tiếng: "Nhị cha, năm đó mọi người gọi như vậy, thời điểm đó, người không phải thật sự vui vẻ sao? Không phải liền là sau này biết nhân loại bên kia có loại sùng vật, chó sủa thái địch, người cái này thái đế xương hào mới là ngượng ngùng dùng sao? Ngươi cái tên nhà đầu này." Nhị Minh lúc này trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt có chút khó coi. "Thái đế, thái địch," làm vô kém chút nữa bật cười, cố nén mới là không có cười ra tiếng. Đại Minh nhìn từ trên xuống dưới đi vào trước mặt của mình La Huyền Vũ, giống như là yên lặng cảm thụ một thoáng gì đó, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Quả như là hạt sống của hy vọng, khó trách dùng đế thiên như vậy tính cách cao ngạo đều làm ra lựa chọn. Nghe nói người hôm nay chuẩn bị đột phá, đều chuẩn bị sẵn sàng chưa? La Huyền Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là có thể. Đại Minh nói: "Vậy liền chỉnh đốn một thoáng, sau đó liền bắt đầu đi. Chúng ta tại đây ở bên trong vì người trông chừng." "Tạ ơn tiền bối." La Huyền Vũ chỉ cảm giác đến tim đập của mình thoáng có một chút gia tốc. Với hắn mà nói, lần này đột phá thật sự là quá quan trọng, không cho phép có một chút qua loa. Nhưng hắn cũng đồng dạng cực kỳ là chờ mong lần này đột phá hiệu quả. Ngay sau đó không nói thêm lời, đi đến một bên không bó khối ngồi xuống. Hắn lúc này nhắm mắt bắt đầu minh tưởng điều chỉnh trạng thái. Đại Minh nhìn về phía cổ thủ lão rồi nói: "Nắm bắt nhớ thế nào?" Thụ lão nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: "Sẽ không có vấn đề. Lần này ta mang đến rất nhiều thiên tài địa bảo, đây là học viện bên kia đặc phê. Đối với đứa nhỏ này học viện cũng đặc biệt coi trọng. Chúng ta sinh mệnh học phái cũng khẳng định là không thể nào để lại sự lực duy trì. Hải thần các bên kia cũng chờ lấy nhìn hắn lần này sau khi đột phá kết quả đấy. Cái này cũng hắn về sau thi vào trong nội viện dạy học chỉ sợ là chỉ đạo của một nhịp thở." "Ừ," Đại Minh nói, "chúng ta bên này nghiên cứu phát minh kết quả không sai biệt cho lắm thành hình. Lại tiến hành hai vòng trắc thí, hẳn là có thể đại quy mô chế tạo. Lần này vừa vặn người đến rồi, lại giúp chúng ta nhìn một chút xem có thể nào có vấn đề gì hay không." Thủ lão nhãn tỉnh sáng lên: "Quá tốt rồi, không nghĩ tới tiến độ nhanh như vậy. Mạnh Hoa ở bên kia chủ trì sao?" Đại Minh khẽ vuốt cằm: "Nhưng quy mô nhỏ khảo thí chúng ta còn che giấu được. Một khi quy mô lớn chế tạo, đã có thể không tốt che đậy. Cho nên tao chuẩn bị đem chúng nó đặt ở vạn thú đài bên trong chế tạo. Sau đó ta chuẩn bị mang theo vạn thú đài sở đi một quãng thời gian. Đi liên bang trinh sát không đến địa phương đi tiến hành khảo thí. Cho nên hôm nay tới cũng là để cho người biết một tiếng. Đến lúc đó Lâm Mạnh Hoa khẳng định phải cùng ta đi. Liên bang trung ương học viện bên này, người muốn cho sửa lấy khắc bên kia biến thành người khác tới, ít nhất là tạm thời biến thành người khác." Thụ lão lông mày cau lại rồi nói: "Liên bang trung ương học viện thay người sẽ có hơi phiền toái. Dù sao nơi này vẫn luôn luôn là liên bang trọng yếu nhất. Học phủ đại khái cần phải bao lâu, ngay có dự đoán sao?" Đại Minh trầm sau nói: "Nửa năm đến một năm đi, ít nhất là thời gian này. Bằng không mà nói khảo thí không đủ hoàn chỉnh. Lần này ta dự định trước làm 3 đến 5 cái đi qua khảo thí, lớn như khó khả năng lại tiến hành quy mô chế tạo." Thụ lão nói: "Được rồi, ta tới nghĩ biện pháp, sau khi trở về ta sẽ hướng các chủ hồi báo chuyện này, lúc nào mang ta đi nhìn một chút." Đại Minh nói: "Chờ Hiền Vũ đứa nhỏ này đột phá hoàn thành đi. Đối với sinh mệnh học phái tới nói, đây cũng là việc lớn, lớn như ngươi cho rằng có thể, hắn cũng có thể cùng đi xem." Thụ lão hơi sững sờ. Bọn hắn cùng với Xâm La Tinh hồn thú nhất mạch cái này hợp tác cực kỳ là che giấu, liên bang đều không biết, là chân chính tuyệt mật.
La Minh Vũ mặc dù đã là sinh mệnh học phái người thừa kế, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, còn không có chân chính tiếp trưởng. Hắn không nghĩ tới Đại Bình đối với La Minh Vũ cửu nhìn như thế coi trọng. Phải biết rằng cái này tuyệt mật đối với Sâm La Tinh hồn thú tới nói, có thể chính là chuyện trọng yếu nhất, sự bí mật đẳng cấp xa cao hơn nhiều trước mắt bằng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ta bên này không có vấn đề, đứa nhỏ này tâm tình các phương diện đều không có vấn đề gì cả. Hai thân ca đều đối với hắn 10 phần tán thành. Chỉ cần ngươi cho rằng có khả năng, cái kia cảm thấy khẳng định là có thể. Thụ lão vội vàng nói. Đại Minh gật gật đầu rồi nói, trước nhìn hắn một đột phá đi, đột phá thành công, liền đi cùng một chỗ nhìn một chút. Được. La Minh Vũ điều chỉnh thời gian so với mọi người trong tưởng tượng còn muốn lâu một chút, trọn vẹn sau 5 tiếng,